và anh làm rằng là để mua bán rằng là cái việc này thì phải là ở bên này tiếp nhận hồ sơ nghe nhá. Các bạn là hôm trước đáng nhẽ là đến là lùm hôm trước, nhưng mà hôm trước ở đây nó đông quá cho nên toàn bộ. Làm thì mình về ngày hôm qua đi làm, sang cũng xin sang tên đăng tiết rồi đi nộp thuế, thế là về đây thì lúc gần 5 giờ họ bỏ hết giờ không nhận. Mình cũng nghĩ là người ta đang bị quá vội cho việc mà người dân đi tổ. Mình thấy quá vội, quá không để thời gian người dân, người ta quá nhanh luôn. Nhìn thực ra mình đi công tác mình không để ý cái thông tư đấy, không lắm được, đến lúc mà biết được thì anh thế. Nếu bây giờ mà áp dụng cái thông tư mới là cái biển đẹp của anh là coi như là bỏ đúng không? Bỏ. Biển đẹp là bỏ. Mình đi sang đây đổi chủ cái đại đặt mới này, mình tạo ra mình bóc phạm từ đâu mình chưa sửa mọi xử lý được. Em thì anh xin là tôi. Dạ. Tôi thì cũng mới kia sau khi biết cái luật định danh thì cũng bắt đầu cũng đi ra ngoài, lúc đầu thì cũng từ là ra công an huyện thôi. Thì công an huyện cũng giải thích là cái này là mua ngoài cầu giấy thì phải ra ngoài cầu giấy rồi chủ cũ phải thu hồi lại biển xong rồi thì mới về đấy về bán tiền mới được. Thì hôm nay ra đây thì đấy thì cũng vừa mới ra thì các anh cũng bảo là bây giờ phải có cái chủ cũ để thu hồi biển. Thì cái này em cũng biết được thì em mua cái showroom thì em cũng lúc đó em cũng không nghĩ đến bây giờ thì cũng không biết không nếu mà biết trước cái ngày thì chắc là cũng nhờ người ta làm hộ luôn, nhưng mình đỡ có thời gian này đi em đi thì phải ở đây cũng lâu cũng xa. Đến đây thì bạn được cán bộ công an hướng dẫn như thế nào? Vâng, em cán bộ thì giải thích là em hiểu rồi. Giải thích như thế nào? Tính là bây giờ phải có người chủ cũ đến thu hồi biển này thì công an thì chắc là một sở của em. Bây giờ bà có lo ngại là sẽ khó tìm gặp được chủ cũ hay không? Thực ra thì cái này thì em cũng không biết nữa, tại vì em không có showroom thì bây giờ phải chờ showroom thôi chứ trả lời thì giúp em thôi chứ bây giờ mà em cũng đâu có biết người chủ cũ là ai đâu. Gọi showroom thì showroom trả lời ra sao? Showroom thì gọi là để chờ bên showroom check lại thông tin hết rồi có gì này gửi lại cho em. Thì em cũng chắc có một xíu nữa mà lâu lâu thôi. Và 10 năm cũng thôi mà không có điện thì em gọi lại em hỏi lại. Nhưng như thế này em có lo ngại là cái việc sang tên mình sẽ gặp khó khăn nếu như có tiền chủ cũ? Không, em tại vì em thấy cái chị này cũng ở gần đây thôi. Em thì cũng không lo sợ về cái chuyện bên đây đấy, em chỉ lo sợ về mất thời gian thôi. Và cái việc mà mình sang đây để chuẩn bị mới, mua một chiếc xe cũ thì được có biển số mới hả? Mình khác biệt gì so với lại cái việc mà mình sử dụng cái biển số cũ không? Ra thì cái biển thì em cũng không thấy biển bình thường, biển xe số. Theo cái lĩnh vực chuyên môn của tôi và cái công việc làm hàng ngày thì hiện tại là đến ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên thực hiện cái thông tư 24 của Bộ trưởng Bộ Công an. Ngày đầu tiên thì đối với các cái trường hợp mà phương tiện mà đến làm thủ tục đăng ký mới thì vẫn như bình thường như ngoài ngày, nhưng cái vừa lượng phương tiện mà đến làm đăng ký sang tên di chuyển thì thực tế là ngày hôm qua chúng tôi anh em chúng tôi đã tiếp nhận là đến 9 giờ đến 10 21 giờ đêm để tiếp nhận tất cả các cái trường hợp mà còn sót lại để tránh các cái việc mà chủ phương tiện không được về là xác tên về đúng tên của mình theo thông tư 58 cũ. Có nhiều cái trường hợp mà họ gặp khó khăn hoặc trục trặc thì họ không nắm được tin hoặc là có những lý do để họ không tên được, và còn đồ đó là cái làm bài. Cái việc thực hiện thông tư thì hôm qua là ngày cuối cùng của thông tư 58 cũ thì chúng tôi đã thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo chỉ huy các cấp là chúng tôi đã tiếp nhận và đến khi mà không còn người dân đến làm thủ tục. Và còn cái hôm nay là bắt đầu từ ngày hôm nay là thực hiện thông tư mới là chúng tôi là
là làm theo đúng cái ngày 15 tháng 8 là thông tư 24 có hiệu lực, là chúng tôi làm theo đúng thông tư mới ban hành ngày hôm nay. Có những trường hợp như sáng nay có tài xế mà họ mua xe từ trước đó và mua qua showroom và đến nay vẫn chưa sang tên được chủ, thì với những trường hợp đó thì anh có cái hướng dẫn như thế nào để thực hiện con đó? Những cái trường hợp mà người ta sang tên mà chưa có giấy tờ mua bán mà chưa làm thủ tục sang tên thì theo thực hiện theo đúng thông tư mới thôi, là chúng tôi sẽ thực hiện là thu hồi đăng ký biển số cũ và cấp lại biển số định danh mới cho chủ xe theo đúng quy định. Và những trường hợp đó thì cần yêu cầu những trường hợp đối với những trường hợp mà làm thủ tục sang tên theo thông tư 24 thì những cái trường hợp mà chủ xe đã bán thì là chủ xe chủ bán những cái đăng ký đến làm thủ tục thu hồi đăng ký biển số, biển số thì giữ lại, còn đăng ký thì chúng tôi sẽ làm thủ tục thu hồi và tất cả các cái giấy tờ mua bán kèm theo chúng tôi sẽ giữ lại một bản sao, còn một bản chính thì sẽ giao lại cho chủ xe để chủ xe giao lại cho người chủ mới và làm các cái thủ tục là nộp thuế và mang xe đến thì chúng tôi kiểm tra chụp ảnh và cấp biển số mới nếu chủ xe chưa có biển số định danh. Có những trường hợp họ đã mua lâu rồi, tuy nhiên thì họ không biết cái người chủ, không tìm là ai thì mình có thể. Những trường hợp mà không tìm thấy chủ hoặc là chủ xe đi nước ngoài hoặc chủ xe đã mất hoặc là những cái doanh nghiệp mà giải thể thì chúng tôi đã theo cái quy định của thông tư mới thì nó có hai cái ý là rất là rõ ràng rồi. Thứ nhất là đối với cái trường hợp mà chủ phương tiện hiện tại đang sử dụng có giấy tờ mua bán của chủ xe cũ đứng tên đăng ký và giấy tờ mua bán cuối cùng của người bán cuối cùng bán cho chính chủ đang sử dụng và các cái loại giấy tờ mua bán ở giữa mà đã bị thất lạc thì chúng tôi sẽ làm thủ tục là sang tên, thu hồi biển số cũ, đăng ký cũ lên hệ thống và làm thủ tục sang tên cho chủ xe. Tuy nhiên là những trường hợp đấy chúng tôi bắt buộc phải xử lý phạt là với cái lỗi vi phạm là không làm thủ tục sang tên theo quy định. Còn những cái trường hợp mà không có giấy tờ mua bán thì chúng tôi theo quy định thì chúng tôi sẽ là hướng dẫn chủ xe làm các cái cam kết cam đoan đối với các cái tài sản mà hiện tại mình đang sử dụng đúng quy định và hợp pháp, và thì chúng tôi sau thông báo sau 30 ngày, trong thời gian 30 ngày chúng tôi có những cái xác minh theo nghiệp vụ và xác minh theo cái hồ sơ xe tăng vật. Nếu không có các cái khiếu nại khiếu kiện và không phải là xe tăng vật thì chúng tôi sẽ sau 30 ngày sẽ làm thủ tục thu hồi đăng ký và sang tên cấp biển mới cho chủ xe theo quy định để chủ xe định danh biển số và quản lý cái phương tiện đấy theo đúng quy định của pháp luật. Từ sáng giờ thì cấp biển số định danh thì thấy là số khác người dân đến số lượng hoặc là số khác ngày thường. Hôm nay thì như tôi đã trả lời lúc trước là cái trường hợp mà tất cả các cái trường hợp sang tên và thu hồi á thì vẫn có một vài người công dân người ta đến làm, tại vì là có thể là cái việc mà người dân người ta không bận công việc và không để ý đến công tác tuyên truyền hoặc là các cái chương trình thời sự hoặc là trên đài báo mạng thì người ta vẫn đến làm thủ tục thu hồi, nhưng mà chúng tôi hướng dẫn rất rõ và đầy đủ đối với các trường hợp đấy là thực hiện thông tư 24 mới là phải chủ xe cũ đến làm thủ tục thu hồi hoặc có ủy quyền đúng quy định theo quy định của pháp luật là đến làm thủ tục thu hồi, và chúng tôi sẽ lưu lại các cái bản ảnh bản cà các thứ để vào gốc và làm thu hồi, sau đó thì chúng tôi mới là làm thủ tục sang tên và cấp biển mới theo cho chủ mới theo quy định theo đúng các cái quy định trong điều khoản trong thông tư 24 mới nhất. Thực hiện theo thông tư này thì sáng giờ mình trong quá trình làm cấp biển định danh thì có cái khó khăn gì không? Do cơ sở về trong cái việc mà thực hiện thì chúng tôi là về con người thì chúng tôi vẫn là tăng cường và đầy đủ các cái lực lượng giống như những cái ngày vừa qua mà chúng tôi tiếp nhận công dân đến làm thủ tục và quá tải. Còn cái về phương tiện máy móc thì máy móc hiện tại chúng tôi trước khi thực hiện cái thông tư 24 này thì máy móc chúng tôi đã được là làm lại, được thay mới, đã đề xuất lãnh đạo các cấp là đã thay mới và sử dụng rất tốt.